Theo báo cáo, diện tích sàn toàn cơ sở karaoke khoảng 1.500 m², lửa bùng phát tại phòng 303 và sau đó bùng mạnh khu vực tầng 2, tầng 3 của cơ sở. Có nhiều chất dễ cháy tại các phòng như là vải, mút xốp, gỗ. Trong quá trình tiếp cận hiện trường chữa cháy, cứu nạn cứu hộ thì nguyên nhân ban đầu có khả năng phần lớn là nguyên nhân là do sự cố dây điện. Để rõ trách nhiệm, Công an tỉnh Bình Dương đã quyết định khởi tố hình sự và có thể sẽ khởi tố bị can liên quan sau đó. Làm việc với chủ cơ sở kinh doanh, làm việc với những người quản lý giúp việc nhân viên tại cơ sở kinh doanh này để chúng ta đánh giá toàn bộ những nội dung quy trình hoạt động thì chúng ta mới đánh giá được là cái nguyên nhân vụ cháy và các cái điều kiện đảm bảo về an toàn về phòng cháy chữa cháy của cái cơ sở này. Cũng theo lãnh đạo thành phố Thuận An, cơ sở kinh doanh karaoke này cơ bản đáp ứng các giấy phép kinh doanh. Tuy nhiên, trong vài năm gần đây, qua kiểm tra cơ sở đã 5 lần bị phạt, trong đó có hoạt động kinh doanh quá giờ. Cho đến chiều ngày hôm nay mùng 8 tháng 9 thì còn 4 bệnh nhân đang điều trị, trong đó có 2 bệnh nhân là bị gãy xương thì đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa An Phú nơi tôi đang đứng đây, và 2 bệnh nhân nặng hơn thì đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. 15 người trong chiều hôm qua và đến sáng nay sau khi chụp và kiểm tra phổi đã được ra viện và trở về gia đình. Đám cháy đã được dập tắt, sẽ có những người phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra thiệt hại quá lớn về người. Dù quy mô vụ cháy không lớn, nhưng nỗi đau của những người ở lại sau khi mất người thân thì sẽ khó mà xoa dịu được. Tôi là chỉ biết khóc để mình để giải thoát cái nỗi ở đâu thôi. Anh sẽ sụp cái thời tại chỉ có một đứa em gái nhất thôi.